Xin chào các bạn, mình là Esther. Hello everyone, I'm Esther. Today we will learn about the lesson Em trai tôi đang chơi game. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài Em trai tôi đang chơi game nhé. Em trai tôi đang chơi game means My brother is playing game in English. And the grammar today is đang. Ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học là đang. Và bây giờ thì hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Okay, let's get started. Today the structure of the grammar today. Đây là cấu trúc của chủ ngữ ngày hôm nay. Chúng ta có we have subject chủ ngữ plus đang plus verb động từ, and we use this grammar to describe the action which is happening at the time mentioned in the sentence. Okay, let's take a look at some example. Hãy cùng xem một vài ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên, Vi đang ăn cơm. Okay, we have ăn cơm is to eat. So, Vi đang ăn cơm is Vi is eating. Okay, let's practice. Hãy cùng luyện tập nhé. Listen and repeat up to me. Nghe và nhắc lại theo mình nhé. Cơm, ăn cơm, đang ăn cơm, Vi đang ăn cơm. Okay, tốt lắm. Chúng ta đến với ví dụ thứ hai nhé. Ví dụ thứ hai. Alo anh yêu, anh đang làm gì đấy? Okay, alo, we usually say alo first when answering the phone. Anh yêu is a romantic word to call your boyfriend or your husband, like darling, honey, sweetie. Anh is the second person singular pronoun you, and you use this pronoun when you're talking to someone who is male and he is a little older than you. Đang làm gì đấy means what are you doing? So, alo anh yêu, anh đang làm gì đấy? Means, hello honey, what are you doing? And the answer. Anh đang đi làm. Đi làm means to go to work. So, anh đang đi làm means I'm working. Hello honey, what are you doing? I'm working. Okay, bây giờ cùng luyện tập nhé. Let's practice. Listen and repeat up to me. Hãy nghe mình nói, sau đó lặp lại nhé. Làm gì? Đang làm gì? Đang làm gì đấy? Anh đang làm gì đấy? Anh yêu. Alo anh yêu. Alo anh yêu, anh đang làm gì đấy? Đi làm. Đang đi làm. Anh đang đi làm. Alo anh yêu, anh đang làm gì đấy? Anh đang đi làm. Okay, very good. Chúng ta đến với ví dụ thứ ba nhé. Chúng ta đến với ví dụ thứ ba nhé. Hôm qua, khi lớp tôi đang học thì mất điện. Okay, so we have hôm qua is yesterday. Khi thì, this is a structure. And you use the structure when action 1 is happening, then action 2 occurs. We have khi plus verb 1 plus thì plus verb 2. Lớp tôi, my class, học, to learn, to study. Mất điện or cúp điện is the power cut. So the sentence means, yesterday, while my class was studying, there was a power cut. Okay, bây giờ hãy cùng luyện tập nhé. Let's practice now. Listen and repeat up to me. Nghe, sau đó lặp lại theo mình nhé. Mất điện. Học, đang học, lớp tôi đang học, khi lớp tôi đang học thì mất điện, hôm qua khi lớp tôi đang học thì mất điện. Chúng ta đến với ví dụ cuối cùng nhé. Cửa hàng ấy đang giảm giá 50% tất cả các mặt hàng. Okay, with the vocabulary we have, cửa hàng, the shop, the store. Ấy, that. Cửa hàng ấy, that store. Giảm giá, to sell, discount. Tất cả, all, the whole. Các mặt hàng, the items. So this example means, that store is offering 50% discount for all items. Okay, cùng luyện tập nhé. Let's practice.
Listen and repeat after me. Nghe, sau đó lặp lại theo mình nhé. Các mặt hàng. Tất cả các mặt hàng. 50%. Giảm giá 50%. Đang giảm giá 50% tất cả các mặt hàng. Cửa hàng ấy đang giảm giá 50% tất cả các mặt hàng. Ok, tốt lắm. Thank you. You can visit our website, gotovicky.com, to practice more with our native teachers. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Thank you and see you next lesson. Goodbye.